Con gái bây giờ mà không biết make up thật sự rất là thiệt thòi. Đường nét trên mặt xinh đẹp hài hòa thì không nói, còn nếu như mà lỡ có khuyết điểm thì nhất định không thể tránh khỏi sự tự ti rồi. Nhiều người sẽ nói make up làm gì, chăm da mọc cho đẹp là sẽ đẹp. Nhưng mà da có đẹp đến mấy cũng không có thể cứu được cái mũi to, cái môi dày và cái mặt lệch. Có người sẽ nói không lẽ làm dụng make up cả đời. Trang phục có thể có trang sức đi kèm, thì khuôn mặt cũng cần có make up để trông hài hòa hơn thôi. Make up cũng như một món trang sức vậy, không phân biệt độ tuổi. Chưa kể bây giờ ngày càng nhiều ngành nghề đòi hỏi phải biết make up. Tiếp viên hàng không, hỗ trợ dịch vụ ngân hàng, lễ tân khách sạn. Kể cả cho dù có một số ngành nghề không cần đến make up, nhưng mà khi đi phỏng vấn việc, nếu có một cô gái khác cũng phỏng vấn cùng với bạn mà cổ có make up thì tất nhiên là cổ có ưu thế hơn bạn rồi. Tự make up thì khỏe, nhưng mà nếu không biết lỡ có việc cần thì phải chạy đi tìm thợ make up. Thợ make up bây giờ thì tiền nào của đó, may mắn thì tìm được thợ make up như ý mình. Nếu mà không may có thể trông như bà thím ở dưới quê, mà mỗi lần đều phải tìm kiếm thợ make up như vậy có phải là rất là phiền phức không? Bây giờ tự học make up cũng không còn khó nữa, nằm ở nhà lướt TikTok một ngày cũng có thể tự make up được. Nhiều style, nhiều kiểu khác nhau, tha hồ chọn lựa. Nhìn theo rồi bỏ ra một ngày tập luyện là được. Một tuần, hai tuần là có thể tự make up. Make up thật sự không có khó, nhưng mà chỉ cần chịu bỏ thời gian ra một chút là sẽ được. Make up giúp bạn tự tin hơn rất là nhiều. Không nhiều nhưng mà ít ra cũng có thể tự kẻ mày, kẻ mắt, son môi. Tóm cái quần lại là con gái thì nên tự học make up.